Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ tư ngày 10 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do. Hà Nội, Sài Gòn đổ xô đi bán vàng vì giá xuống lại. 1.000 người Trung Quốc lao động trái phép ở Cà Mau. Kính thưa quý vị, giá vàng hôm nay xuống còn 44 triệu đồng Việt Nam một lượng, khiến người dân Hà Nội và Sài Gòn ồ ạt đem bán vì lo sẽ còn rớt giá những ngày tới. Có lúc vàng xuống 150.000 đồng trong nửa giờ. Hôm qua, người giữ vàng cũng chen nhau giành mua đông đảo như hôm nay giành bán. Tại Sài Gòn thì cửa hàng chưa mở cửa, nhưng chúng đã chờ sẵn để bán lại. Ai nấy cũng tỏ ra lo âu, căng thẳng chứ không hào hứng sôi nổi như ngày hôm qua. Đến trưa nay, giá vàng vẫn còn đi xuống, mỗi lượng giảm từ 600.000 đến 700.000 so với lúc mở cửa hàng ban sáng. Thưa quý vị, trên 1.700 lao động Trung Quốc hiện đang làm việc tại một nhà máy ở Cà Mau. Trong số đó, hơn 1.000 người làm việc không có giấy phép. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau đang lập báo cáo gửi lên chính quyền địa phương về việc lao động trái phép này tại công trường nhà máy đạm Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Trong số lao động trái phép, có rất đông người chỉ làm việc đơn giản như khiêng gạch, xây hồ với tiền công mỗi ngày khoảng 100.000 đồng. Theo các viên chức địa phương thì những công việc như vậy không cần phải tuyển dụng người nước ngoài mà cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương. 4 người Việt Nam buôn người sang Trung Quốc để lấy thận bán vừa bị công an Việt Nam bắt giữ và khởi tố. Báo Người Lao Động cho hay, ngoại trừ một phụ nữ thì 3 người đàn ông trong số này cũng đã bán thận của mình. 4 nghi can bị truy tố tội tổ chức đưa người ra nước ngoài và có thể lãnh án mỗi người 12 năm tù. Cơ quan an ninh cho biết từ năm 2009, 4 người này đã lén đưa 19 người sang Trung Quốc để bán thận. Đường dây buôn người bị phát giác hồi tháng 2 năm nay. Các đương sự cho biết mỗi quả thận được bán ra với giá từ 2.000 đô la đến 2.500 đô la tại Trung Quốc. Luật pháp Việt Nam triệt để ngăn cấm mua bán bộ phận trong cơ thể con người. Trung Quốc hôm nay cho vận hành thử nghiệm hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ, giải thích là sẽ sử dụng con tàu với mục đích chính là huấn luyện và nghiên cứu. Việc Bắc Kinh sử dụng hàng không mẫu hạm Thi Lang trên Biển Đông được công luận thế giới coi là hành động bành trướng quân sự nhằm khống chế và chiếm giữ lãnh hải Biển Đông. Hàng không mẫu hạm Thi Lang dài 300 mét do Liên Xô sản xuất hồi đầu thập niên 90, bán lại cho Ukraine, xứ này đem bán đấu giá cái vỏ tàu. Trung Quốc mua lại, đem về lắp đặt thiết bị, tân trang để sử dụng. Đầu năm nay, Trung Quốc loan báo quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng thêm 12,7%, tương đương gần 92 tỷ đô la. Giới quan sát cho rằng con số gia tăng thực sự phải là 300 tỷ đô la. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, bạo loạn tiếp diễn qua ngày thứ năm ở Anh Quốc. 3 người đàn ông Á Châu thiệt mạng vì bị đụng xe ở thành phố Birmingham. Các nhân chứng cho biết họ thuộc toán bảo vệ một cơ sở tôn giáo, cố gắng bảo vệ cơ sở, đề phòng những phần tử du đảng quấy rối và cướp bóc. Birmingham là thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, đang chứng kiến những cảnh bạo động, cướp phá cửa hàng chưa từng thấy từ hơn 30 năm nay. Nhiều đám cháy cũng xảy ra tại thủ đô London. Trên 16.000 cảnh sát được tăng cường để ứng phó với những cuộc xuống đường tại đây, cũng như ở nhiều khu vực khác. Hơn 1.100 người bị lực lượng an ninh bắt giữ trên toàn quốc vì tham gia những vụ gây xáo trộn, bạo động, cướp phá từ hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông tại khu vực Tottenham thuộc phía bắc London. Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ bằng mọi cách vãn hồi an ninh trật tự, tuy nhiên các cửa hàng ở London vẫn đóng cửa rất sớm. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra tất cả các chương trình này đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com/RFA Vietnamese. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.